Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Hôm ấy, Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng, nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể về dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, trên con đường rao giảng, Chúa Giê-xu thường dùng những hình ảnh bình dị, gần gũi, giảng dạy cho mọi người, để ngay cả một cụ già lẩm cẩm, một em bé thơ ngây hay một người không biết chữ vẫn có thể dễ hiểu được. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giê-xu dùng những hình ảnh quen thuộc của nghề đánh bắt cá để nói về nước trời, như chiếc lưới quăng xuống biển bắt dính mọi thứ, từ cá lớn tới cá bé, từ cá tốt đến cá độc. Và dĩ nhiên, khi lưới lên, ngư phụ sẽ tách biệt cá tốt ra khỏi cá xấu, muốn nói đến người tốt và kẻ xấu sống chung trong đời này, nhưng vào ngày tận thế sẽ được phân tách, và người tốt sẽ được ban thưởng hạnh phúc đời đời, còn kẻ xấu sẽ bị Thiên Chúa luận phạt nghiêm minh. Thiên Chúa là đấng yêu thương, chẳng loại trừ một ai. Ngài luôn muốn cứu vớt mọi người để không ai bị loại ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, liệu chúng ta có chấp nhận để Thiên Chúa yêu thương và biến đổi để trở nên ngày một là người con đáng yêu trong trước mắt Thiên Chúa không? Ngài đang chờ đợi mỗi người chúng ta đáp trả lại tình yêu ấy để ngày tận cùng chúng ta không phải như cá sấu bị loại ra ngoài. Thánh nữ Martha mà chúng ta mừng kính hôm nay là một cô gái rất nhiệt thành phục vụ, sống rất ư là tốt. Thế nhưng, Chúa Giê-xu còn cần phải từng chút biến đổi cô, thêm qua những hướng dẫn và nhắc nhở cô Martha được biến đổi, dọn dẹp những bận rộn, lo lắng bề ngoài, hầu như tâm hồn mình có thể lắng nghe và ở gần bên Chúa. Đó chính là hạnh phúc nước trời mà con người đang vươn tới. Lạy Thánh Martha, xin cho mỗi người chúng con luôn chấp nhận một sự biến đổi để sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Amen.